Mến chào anh chị đã ghé thăm kênh Võ Ngọc Channel. Đôi khi chúng ta lại quên mất từng sự việc nhỏ diễn ra hàng ngày đều mang lại một ý nghĩa nhất định cho cuộc đời mỗi người. Hôm nay mình xin kể câu chuyện giá trị của hòn đá. Anh chị cùng lắng nghe và xem câu chuyện này nhé. Có một học trò hỏi thầy rằng: Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ? À? Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn: Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu. Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán hàng rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đồng. Người học trò mang hòn đá về và than thở: Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua giá 1 đồng thầy ạ. À. Người thầy mỉm cười và nói: Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ, nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi. Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại cho thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói: Hòn đá thực chất chính là khối ngọc cổ quý giá, đáng cả một gia tài. Và cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu. Còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế. Điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống. Chuyện ngon quá. Canh bí đỏ ngon. Ngon ngọt. Quá ngon, quá ngọt. Nhà phía phụ nữ. Đàn ông phải ra vào bếp thôi.